Số tiền khủng Hoa hậu Phương Nga sẽ được bồi thường nếu được tuyên vô tội, cả một gia tài cho 2 năm tù tội. Mức bồi thường về tinh thần, sức khỏe, danh dự, thu nhập thực tế nếu không bị tạm giam sẽ được tính thế nào? Vụ án của Hoa hậu Phương Nga là đề tài thảo luận chính trên các diễn đàn của những người hành nghề luật. Những người học luật tính đúng sai kết quả ra sao thì mình cũng không nhắc đến nữa, vì cũng đã có nhiều ý kiến của các chuyên gia đưa ra. Việc của chúng ta bây giờ là ngồi hóng kết quả, diễn biến của phiên tòa thôi, chứ không tài nào mà đoán trước được. Tuy nhiên có một điều mà từ lúc chúng ta có thể đoán, chúng ta có thể tính được đó là mức bồi thường nếu như Phương Nga được tòa tuyên vô tội bằng một bản án có hiệu lực pháp luật. Mức bồi thường về tinh thần, sức khỏe, danh dự, thu nhập thực tế nếu không bị tạm giam sẽ được tính thế nào? 1. Trách nhiệm bồi thường thuộc về ai? Theo quy định tại Điều 31 Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 2009, thì trách nhiệm bồi thường sẽ thuộc về Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 2. Mức bồi thường như thế nào? Thiệt hại của Hoa hậu Phương Nga trong vụ án được xác định, bao gồm phần thu nhập bị mất khi bị tạm giam, thiệt hại về tinh thần và sức khỏe, trong vụ án có thể tạm xác định, ít nhất gồm có thiệt hại về thu nhập bị mất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần, căn cứ vào Điều 46, về khoản 2 Điều 47 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2009. Tóm lại, đối chiếu với vụ án, Phương Nga bị tạm giữ sau đó chuyển sang tạm giam bắt đầu từ ngày 19 tháng 3 2015. Trường hợp này chúng ta áp dụng các mức lương cơ sở các năm 2015, 2016 và 2017, tạm tính đến ngày 30 tháng 6 2017, thì số tiền bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần mà Phương Nga có thể nhận được là 43 nhân 1.150.000 cộng 792 nhân 1.210.000 bằng 1.007.770.000 đồng. Trên thực tế, phải đền bù cả phần thu nhập bị giảm sút trong thời gian bị tạm giam. Tổng tiền bồi thường là tinh thần cộng thu nhập là một con số không hề nhỏ. Sau vụ cao toàn Mỹ, thế mới biết cường đô la quân tử ra sao. Nhưng cách có nhiều dạng, nhưng tụ lại có hai thái cực tốt và xấu. Đại gia Việt dính đến showbiz có nhiều, nhưng gom lại có hai kiểu cường đô la và cao toàn Mỹ. Cường đô la trong quá khứ được vẽ lên là một tay chơi khét tiếng, thị phi theo anh không ít. Ngay cả danh xưng có phần hậm hĩnh đô la cũng đã theo anh từ quá khứ. Hôm nay, cường đô la trong mắt không ít người thật xứng danh đàn ông, thậm chí mang tính tượng trưng cho sự phong lưu mà hào hoa. Anh bảo về tiền, nhưng điều người ta nhắc về doanh nhân phố núi nhiều nhất là những bóng hồng đã từng xuất hiện cạnh anh. Họ không nhận điều tiếng xấu. Thực tế, mỹ nhân nào đã từng được gắn tên với cường đô la đều có sự nghiệp đi lên rực rỡ. Vậy mới có chuyện không ít giai nhân cũng cố công gắn tên mình với cường đô la để nhanh chóng được lên chiếu trên các đàn chị. Trong những mối quan hệ tình cảm, cường luôn dành sự tôn trọng và bảo vệ nhất định cho những người phụ nữ. Điều khiến người ta nể phục cường đô la nhất là mối quan hệ quá khứ hiện tại của anh với tình cũ Hồ Ngọc Hà. Khi hai người còn bên nhau, mỗi lần có tin đồn chia tay, người đàn ông ấy lại lẳng lặng đăng ảnh gia đình hạnh phúc để làm dịu dư luận. Chưa bao giờ người ta thấy cường làm điều gì không tốt với Hồ Ngọc Hà, ngay cả khi cô đã có tình cảm mới. Doanh nhân Gia Lai im lặng trước mọi cáo buộc dành cho vợ cũ, tiếp xúc với truyền thông vô cùng chừng mực. Anh chỉ lên tiếng khi ra mặt giúp đỡ, bảo vệ cô trước những sóng gió của dư luận. Showbiz Việt có mấy cặp chia tay mà có văn minh hậu ly hôn đáng ngưỡng mộ như vậy. Cường đô la tốt đẹp đến mức người phụ nữ ở bên cạnh anh ta hiện tại được nhiều sự ủng hộ. Hà Vi đã dần thoát bóng người yêu cường đô la. Cô tự kiếm tiền bằng những hợp đồng quảng cáo và được nhớ đến với vai diễn cô tắm thành công ngoài sức tưởng tượng, dù mới là lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Cô ở bên đại gia trẻ cũng giản dị đón nhận tình cảm của cường đô la từ những điều nhỏ nhặt nhưng rất mực tâm lý. Thứ chân thành ấy khiến người khác quên đi loại vật chất lù xù luôn xuất hiện trong mối quan hệ tình cảm chân dài và đại gia. Cường đô la giờ đã được định danh, từ đô la chẳng tách khỏi anh nữa, nhưng người ta đã còn chẳng thấy danh xưng ấy hòm hỉnh. Anh nổi tiếng là người đa tình mà chẳng vô tình, là bóng tùng quân mà bất cứ phụ nữ nào cũng muốn được nương tựa. Chị em mơ ước lấy được người chồng như cường đô la, còn giới đại gia hẳn cũng mong được ghi nhận tính cách đàn ông thật sự như doanh nhân phố núi. Còn cái tên đang làm dậy sóng dư luận những ngày qua, cao toàn Mỹ, lại làm người ta thay đổi suy nghĩ hoàn toàn về mối quan hệ giữa giới doanh nhân và người trong làng giải trí. Thực ra đại gia không dễ bị chân dài lừa.
Đừng nhìn vào nội dung cuộc tố tụng mà các nàng chơi dao không khéo, sẽ dễ dàng đứt tay như chơi. Nếu cường đô la giờ là cụm từ đã được định danh để chỉ một thiếu gia chơi đẹp thật sự, dám chơi, dám chịu và chấp nhận cả những đắng cay một cách sòng phẳng trong một mối quan hệ mà nhìn từ bề ngoài anh ta là người thiệt thôi, thì từ nay sẽ có một định danh khác, tương phản hoàn toàn sau vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga là Cao Toàn Mỹ. Vị đại gia này, sau khi không được thanh lý bản hợp đồng triệu đô ràng buộc người đẹp với nhiều điều khoản kỳ lạ, đã dùng đến pháp luật để lấy lại phần thiệt thôi. Mối quan hệ giữa một nhân vật showbiz với đại thiếu gia, cũng như lựa thử vàng mà cách cư xử với người đàn bà, dù ở vị thế nào cũng sẽ định danh xem những kẻ có tiền đang đứng ở đâu. Nếu cường đô la đã mở ra khái niệm về một kiểu người có tiền nhưng cư xử được chứng minh là dựa trên một nền tảng phi trọc phú, là tôn trọng các giá trị gia đình cũng như ứng xử đúng với sự hào nhoáng cảm thấy của một kẻ có tiền, thì sau vụ kiện của Trương Hồ Phương Nga, nhiều người đẹp có lẽ cũng phải giật mình vì biết rằng những giấc mơ phù phiếm nếu không tạo ra từ giá trị của lao động thực sự, một ngày nào đó họ hoàn toàn có thể mắc cái bẫy do chính mình giăng ra. Vì không phải kẻ giàu nào cũng có thể được định danh là cường đô la. Chẳng có gì chắc chắn Cao Toàn Mỹ sẽ trở thành vô tiền khoáng hậu. Đây cũng là một cuộc chơi đầy đắng cay mà các người đẹp phải chấp nhận. Có trắng ắt sẽ có đen. Những người đẹp đang có những ràng buộc khó nói, hẳn phải suy nghĩ rất nhiều. Không biết chừng, bẵng một ngày ta chán nhau, ta lại đưa nhau vào vòng lao lý. Vụ án Hoa hậu Phương Nga, những điều chưa biết về Cao Toàn Mỹ. Nổi tiếng là một danh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ, mới đây, đại gia Cao Toàn Mỹ được phủ đầy các mặt báo mạng xã hội với vụ lùm xùm tình tiền với Hoa hậu Phương Nga. Đại gia Cao Toàn Mỹ là ai? Ông Cao Toàn Mỹ, sinh năm 1977, hiện sống tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ông là cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tốt nghiệp Đại học Bách khoa và từng có thời gian du học nước ngoài. Khoảng năm 2002, ông Mỹ làm việc tại một ngân hàng lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó năm 2004, ông được nhắc đến là cổ đông sáng lập VNG, tập đoàn game Internet hàng đầu tại Việt Nam, với các sản phẩm nổi tiếng như Zalo và Zing. Theo số liệu, đại gia Cao Toàn Mỹ nắm 75.000 cổ phiếu VNG, chiếm 0,3%, tương đương trị giá khoảng 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Mỹ cùng hai thành viên sáng lập khác đã rời khỏi VNG từ khá sớm, vào khoảng đầu năm 2008. Vị doanh nhân này được đánh giá là người có nhiều ý tưởng và hiện giữ vị trí tổng giám đốc của mạng tin học ảo Vina, VinaCyber. Công ty này có vốn điều lệ 10 tỷ đồng do ông Mỹ sở hữu 95,25% vốn. Ngoài ra, ông Mỹ còn gây chú ý với trang web hẹn hò và là nhà đầu tư tuyệt vời cho các startup trong nước. Năm 2007, đại gia Cao Toàn Mỹ sáng lập dự án thuộc công ty VinaCyber, trang web hẹn hò cho giới văn phòng ước tính có khoảng 70.000 khách truy cập. Vụ kiện 16,5 tỷ với Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Trương Hồ Phương Nga, sinh năm 1987, tốt nghiệp ngành định giá và quản lý tài sản của Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Nga. Năm 2007, cô đăng quang Hoa hậu Người Việt tại Nga. Năm 2009, Hoa hậu Phương Nga về nước, tham gia nghệ thuật với nhiều vai trò như diễn viên, MC. Tuy nhiên, tháng 3, 2016, cô bị bắt vì tội lừa đảo 16,5 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Hoa hậu Phương Nga quen với ông Cao Toàn Mỹ qua mạng xã hội Facebook và bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ đầu năm 2012. Sau 3 năm yêu nhau, năm 2015, hai người chia tay vì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Thời gian đầu mới quen, Nga khoe với ông Cao Toàn Mỹ là có quan hệ rộng trong giới địa ốc, đồng thời rủ bà Nguyễn Đức Thùy Dung tham gia. Ông Mỹ đã chuyển 6 tỷ đồng cho Nga để mua căn nhà mặt tiền đường Hùng Vương, quận 5. Tuy nhiên sau đó, Nga thông báo không mua được căn nhà này. Ngày 4 tháng 11, 2013, giám đốc VinaCyber chuyển tiếp tiền để Nga mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, quận Nhất. Hai bên ký biên nhận, Phương Nga nhận đủ số tiền là 16,5 tỷ đồng sau hai lần chuyển, hứa làm thủ tục sang tên cho ông Mỹ sau 30 ngày. Sau đó, do không nhận được nhà, ông Cao Toàn Mỹ gửi đơn tố cáo Hoa hậu Phương Nga. Trong khi Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2017 lại khai trước tòa giữa cô và ông Mỹ có quan hệ tình cảm, thậm chí cả hai còn làm một bản hợp đồng tình cảm tình dục lưu trữ trên email. Theo cô, mối quan hệ này bị vợ Cao Toàn Mỹ phát giác nên cô chủ động chấm dứt.
Tuy nhiên, đại gia Cao Toàn Mỹ nói họ chỉ có quan hệ làm ăn mua nhà. Mới đây, trong phiên tòa sơ thẩm lần 2, ông Mỹ cho biết thường một năm bay sang Nga hàng chục lần. Rất nhiều số liệu cho thấy Cao Toàn Mỹ và Trương Hồ Phương Nga bay cùng chuyến ở cùng khách sạn. Dù vậy, ông Mỹ khai chúng tôi ở cùng khách sạn nhưng không ở cùng phòng.